Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Đến Nha Trang Ăn Gì. Vào sáng ngày hôm nay thì Bảo được rất là nhiều người dân địa phương hướng dẫn đến một cái quán để ăn sáng có tên là mì Quảng Đá Chẹt. Mì Quảng thì quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng mà người dân ở đây thì lại nói rằng là mì Quảng ở đây là rất là khác nha. Còn khác cái gì thì thôi, bây giờ mọi người cùng vào bên trong quán đi, cùng khám phá xem có cái gì lạ trong tô mì Quảng này. Đi thôi nhá. Không biết là mì Quảng ở đây thì mọi người sẽ ăn như thế nào, nhưng mà có lẽ là bây giờ bà sẽ quyết định đồ một tô đầy đủ cho mình. À, cô ơi cho con một tô mì Quảng đầy đủ nha cô. Wow, và bây giờ Bảo đã có cho mình một cái tô mì Quảng và một cái dĩa rau nhìn rất là hấp dẫn ở đây nữa. Bây giờ thì Bảo thấy lúc nãy ở ngoài khi mà bước vào thì cái sợi mì Quảng không giống như mọi người thường ăn nha. Còn cái sợi như thế nào thì để bây giờ mà lấy cho mọi người coi. Đây, đây là cái sợi mì Quảng của chúng ta. Vẫn có một cái màu vàng quen thuộc của cái sợi mì Quảng, nhưng mà ngược lại thì Bảo thấy cái sợi này giống như một cái sợi hủ tiếu mà cái sợi miếng mọi người thường hay ăn á. Còn như thế nào thì để bây giờ Bảo sẽ ăn thử trước một miếng rồi Bảo sẽ cho rau vô. Nhìn rau hấp dẫn quá. Đi ăn sáng mà thấy một cái đĩa rau như thế này chỉ biết hít hà thôi. Lúc nãy thì còn trụng thì nguyên cái phần mì vẫn còn dính lại với nhau và còn rất là dai. Nếu mà so sánh một cái sợi mà Bảo đã từng ăn, có lẽ là cái sợi này giống như một cái sợi miếng nhất, có một cái độ trong và mịn nhất định và cũng như là hơi dai hơn và sẽ không có một cái vị chua đặc trưng giống như cái sợi hủ tiếu. Nên lúc nãy so sánh sợi hủ tiếu thì nó hơi sai một chút xíu, đúng hơn là một cái sợi miếng, nhưng mà có lẽ nếu mà gọi là giống miếng thì cũng hoàn toàn không giống. Còn có chả lụa rồi chả cá, để xem một miếng chả cá như thế nào nha. Đến Nha Trang thì tất nhiên là nếu mà gọi là chả cá thì phải thử ngay rồi. Rất là thơm và rất là ngọt. Mặc dù là so với cái chỗ bò ở đến đây thì nó hơi xa một chút xíu, đi từ phía Tháp Bà chạy xuống nữa, và cái quán của chúng ta thì cũng nằm khuất trong một con hẻm. Thế nhưng mà lúc nào trong thời điểm mà Bảo tới thì lúc nào quán cũng đông khách hết trơn á. Còn về phía nước dùng thì xem sao nha. Đây là nước dùng của chúng ta. Nước dùng thì con thấy rằng là có rất là nhiều đậu phộng, có hành tươi nữa. Nếu mà nhắc đến mì Quảng á thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến là mì Quảng Quảng Nam, nhưng mà với mì Quảng Quảng Nam thì chúng ta có một cái sợi bánh mềm hơn và cũng như là to hơn. Ngược lại còn cái phần nước dùng thì là ít hơn và có là nước kho, chính vì như vậy nó sẽ hơi sắc hơn. Còn một cái điều nữa là về cái phần thịt ở bên trong thì đó là với mì Quảng Quảng Nam chúng ta có sườn kho, gà kho hay là tôm kho, thì ở đây là không có như vậy nha. Ở đây thì chúng ta có chả lụa, chả cá rồi một cái viên trứng cút nữa, hơi lạ lạ nhưng mà ăn thì nó cũng gọi là có một chút gì đó lạ miệng hơn. Cái phần nước dùng lúc nãy thì Bảo thấy được rằng là ngon nhất trong cái phần nước dùng này nó đến từ cái vị béo của những cái đậu phộng ở trong này. Rồi Bảo sẽ cho một ít rau sống vào cái đĩa rau, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn, và rau sẽ được sắc sợi ra như thế này. Rồi để cho rau một chút xíu chanh vào. Rồi và đặc biệt hơn nữa đó chính là một cái hũ ớt như thế này. Bảo là người rất là thích ăn cay nên sẽ cho nhiều ớt một chút xíu. Không biết ớt ở đây cay không nữa. Rồi trộn đều phần này lên. Bảo sẽ có một cái tô mì Quảng rất là nhiều màu sắc, có màu xanh của rau rồi màu vàng của mì nữa, một chút đỏ của ớt. Cay quá. Ướt mày. Cho hơi nhiều ớt. Cay quá. Chắc có lẽ là phải kiếm miếng nước mới được. Cứu kịp một ly nước. Bây giờ thì bạn mới cảm nhận được là mặc dù ớt rất là ngon nha, cái mùi rất là hăng và nồng khi mà cho vào trong này, nhưng mà ăn theo một cái muỗng mà nếu nhiều như vậy á, mọi người lưu ý nha, đừng cho ớt nhiều như vậy, rất là cay. Wow, càng cay càng đã. Đây lại mì với rau. Thật sự là khi mà chúng ta có mì, có rau, có ớt là cho một chút xíu chanh vào trong đó nữa mới cảm nhận được cái hương vị của cái món mì Quảng này hòa quyện lại với nhau. Thật sự với Bảo là rất là lạ miệng. Nên có lẽ là bây giờ Bảo sẽ phải thưởng thức hết tô ăn mới được, lấy năng lượng cho một buổi sáng tiếp tục khám phá những món ăn tiếp ở Nha Trang.
No quá. Có thể thấy là nãy giờ chỉ trong vòng 5 phút thôi là Bảo đã ăn hết được một cái tô mì Quảng đá chẹt ở đây rồi. Cái hương vị cuối cùng vẫn còn động lại trong miệng Bảo, đó là cái vị béo béo của đậu phộng và cái vị cay của ớt. Và một cái điểm mới thích thừa là lúc nãy cái miếng chả cá rất là thơm nha và rất là ngọt. Chả, đúng là chả cá của Nha Trang, tuyệt vời quá. Còn với cái sợi mì á thì có thể thấy rằng là đối với cái sợi mì này Bảo thấy là có một chút gì đó lạ miệng. Và tại sao thì với mì Quảng lại không chọn cái sợi mì giống như mì Quảng Quảng Nam với sợi mì to và mềm mà lại chọn một sợi mì có phần hơi giống miếng như vậy? Và Bảo vẫn thắc mắc với cái tên đá chẹt. Nên có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ tìm gặp chủ quán và cũng như là những vị khách đang thưởng thức trong quán để xem và giải lý giải về cái tên và cũng như là cái cảm nhận của họ về cái tô mì Quảng này nha. Đi thôi. Dạ cô ơi, con có thể làm phiền cô một xíu được không ạ? Dạ cô ơi, từ nãy đến giờ thì con ăn mì Quảng nhưng mà con vẫn thắc mắc về cái tên đá chẹt. Mà con không biết đá chẹt là cái gì trong món mì của mình hay là cái tên như thế nào vậy cô? Đá chẹt là địa danh ở đây con. Địa danh ở đây hồi xưa tới giờ. Dạ. Từ hồi trước giải phóng tới giờ là. Dạ. Hồi xưa đây đá không à. Toàn bộ là đá hết á. Dạ. Vậy là con nghĩ là quán của mình đã bán được trong bao nhiêu lâu rồi cô? Quán mình bán ở đây cũng trên 30 năm rồi. Wow, trên 30 năm rồi. Vậy con nghĩ rằng là với một cái thành phố du lịch như Nha Trang như vậy thì trong 30 năm cô đã có cái thay đổi về hương vị hay là cái gì đó trong cái món mì mình không cô? Không thay đổi hương vị con, hồi giờ vậy luôn á. Wow, vậy là từ hồi giờ luôn. Suốt 30 năm là cái hương vị rồi những cái thành phần ở trong cái tô mì Quảng vẫn vậy luôn hả? Vẫn vậy luôn. Wow. Vẫn vậy luôn, không khác tí nào hết á. Dạ. Vậy thì con có thắc mắc một chút xíu về cái sợi mì. Con không biết là cái sợi mì nó khác với cái mì Quảng Quảng Nam mà con hay ăn là một cái sợi to, thì tại sao mà mình lại chọn một cái sợi mì nhỏ như thế này để mình dân ở đây mình là chọn mì này không à, chứ không. Dạ. Ăn mì bự hay là không ngon. Dạ. Mà chơi dở không ăn. Dạ. Có lẽ là bây giờ bọn sẽ tìm một vài vị khách để xem cảm nhận của họ về cái sợi mì này, sợi mì Quảng ở đây rồi cũng như là những cái hương vị ở đây thì như thế nào nha. Chúng ta cùng tìm một vài vị khách trong quán thôi. Con chào bà. Từ nãy giờ thì con thấy bà đang thưởng thức tô mì Quảng, thì con không biết là bà đã ăn cái món mì Quảng đá chẹt này được trong bao lâu rồi bà? Trên 30 năm rồi. Wow, trên 30 năm là từ lúc mà quán bắt đầu mở bán là bà đã thưởng thức luôn rồi. Con thấy là cái sợi mì Quảng con ăn mấy chỗ khác thì nó hơi khác với sợi mì Quảng ở đây. Thì bà thấy cái sợi mì đó nó như thế nào mà tại là sao người dân ở đây lại thích cái sợi mì này vậy bà? Họ thích cái sợi mì như thế này chứ họ không thích cái sợi mì mà ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng. Đây là bán chỉ một loại mì thôi. Dạ. Rồi. Cũng một loại nấu thôi. So với lại mì Quảng thì ở Nha Trang cũng có chứ phải không có, nhiều lắm. Nhưng mà cái này mới hợp khẩu vị của mình. À, với lại giá nó cũng tốt. À, giá cũng bình dân, ví dụ như 20.000, 25.000 là đã ăn vừa ý của mình. Nó là vậy. Sau khi mà đã thưởng thức qua cho mình một cái tô mì Quảng đá chẹt á, thì có thể thấy rằng đây là một món ăn lạ miệng đối với Bảo và cũng như là tất cả du khách mà chúng ta có thể nên ghé. Rồi cái sợi mì cũng lạ và cái hương vị cũng mang một chút gì đó Nha Trang. Và đặc biệt hơn nữa là cô chủ ở đây cũng cực kỳ dễ thương. Có lẽ đây là một cái kỷ niệm để lại trong Bảo với thành phố Nha Trang này. Quán của chúng ta nằm ở số 592 đường 2 tháng 4. Còn có lẽ bây giờ thì Bảo sẽ tiếp tục khám phá Nha Trang thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số lần sau nha. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.